Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lang Thang. Cái địa chỉ ở đây là cái khúc nào nhỉ anh Tiến? Địa chỉ ở đây Tam Quan, Bình Định. Tam Quan, Bình Định. Hôm nay anh Thiện dẫn canh qua đây để tham quan cái khuôn viên ngôi chùa. Sau đây xin mời cả nhà cùng theo chân canh bước vào trong khuôn viên ngôi chùa, cũng như ghi lại cái khung cảnh xung quanh cái ngôi chùa cho cả nhà cùng xem và chiêm ngưỡng. Sau khi vào thì mình có thể gửi xe ở bên ngoài cả nhà, ngoài cổng, và mình sẽ đi thẳng vào đây. Canh thấy ở đây á, cái khuôn viên, trong khuôn viên ngôi chùa này cả nhà thấy cây cối khá là nhiều, rất là mát mẻ cả nhà. Và bên cạnh đó lại có một cái dòng suối đây cả nhà, suối nước chảy quanh năm luôn. Khá là đặc biệt, và canh cũng dọc cái hành trình anh đi ấy, canh cũng chưa bao giờ thấy được một cái chùa nào mà lại có được cái con suối trong cái khuôn viên ngôi chùa luôn cả nhà. Ô, cả nhà thấy không? Ô, rắn hổ mang kìa, theo lời đó. Wow, đây này cả nhà, dưới nước nữa. Được, đấy cả nhà thấy dưới nước kìa, đang bò kìa. Wow, thấy chưa? Con này thì không phải rắn hổ mang nhá cả nhà. Đây cái đuôi đang nằm kia kìa. Rắn hổ mang là cái khúc vừa nãy cả nhà. Canh vừa nhìn thấy phát là bắt đầu ống bò đi lên trên luôn. Ở bên kia canh cũng thấy có cái đường để đi lên. Wow, tới đây này cái này, đây. Như vậy là cả nhà mà vào đây á, tham quan á, thì cũng để ý nhá cả nhà. Tại vì đấy, giống như vừa nãy canh chia sẻ trong video, cả nhà thấy không? Đúng là nó rất hoang sơ bí ẩn, và kèm theo một chút cái sự nguy hiểm trong đó. Wow, canh không ngờ là một cái ngôi chùa mà nó hoang sơ mà lại còn có thêm những cái động vật bò sát ở trong đây, ở trong cái khuôn viên ngôi chùa như thế này. Tại vì thường thường những loài bò sát thì nó nằm quá, có cả ếch luôn cả nhà. Vừa mới nhảy vào, khá là hay luôn. Tại vừa thấy một con ếch to đùng vừa nhảy vào đây này. Hình như là con tắc kè vừa nhảy xào xạc bên kia cả nhà. Đây chính là cái cổng chùa. Cái điều đầu tiên bước vào sẽ thấy một cái ngôi mộ nằm phía bên tay trái của cả nhà. Bây giờ cánh sẽ đi từ đây đi vào luôn cả nhà. Ở đây cũng có một số những cái phần mộ nữa. Danh bà di tích cổ. Kỷ niệm mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Cả nhà thấy đấy, xung quanh rất là nhiều cây cối bao bọc xung quanh. Wow, khế khá là nhiều, khế khá là sai luôn cả nhà. Sau đây Canh sẽ vào trong cái khuôn viên cũng như quay lại cái khung cảnh bên trong cho cả nhà cùng xem nhé. Canh nghĩ đây là phân tắc kè. Đây nè cả nhà. Hai đôi luôn. Sơ sơ mà hai đôi thôi. Canh thấy ở trong khuôn viên rất nhiều động vật về lưu trú. Rồi Canh sẽ thắp nhang và di chuyển vào bên trong nhé cả nhà. Bây giờ Canh thử bứt quả khế xem có ngọt không nha các nhà. Khế chua, trái khá là nhiều, dụng khá là nhiều luôn cả nhà. Đây cả nhà. Lâu lắm rồi Canh chưa có ăn khế. Cái dòng khế này đương nhiên là sẽ không chua rồi cả nhà. Dòng khế ngọt mà. Bây giờ sẽ đi vào trong điện chính và thắp nhang trong điện chính luôn cả nhà. Sau khi đi từ bên ngoài vào đây thì đây chính là cái điện chính cả nhà. Bên ngoài nhìn vào khá là đẹp luôn. Bây giờ Canh sẽ tiếp tục di chuyển đi lên chỗ mẹ Quan Âm. Ở trên đây có một tượng mẹ Quan Âm. Lại nghe tiếng suối róc rách rồi cả nhà. Vào đây khi mình bước qua cái bên trên này thì có một cái Phật Thích Ca, một tượng Phật Thích Ca nhìn hướng vào đằng trong. Wow, cái vòi đang xoay kìa cả nhà, đang tưới nước. Cả nhà thấy cái gì khá là khác biệt không? Có những cái ngôi nhà giống như là cái homestay ấy cả nhà. Và kể cả mình đang đi ở đây nhưng mà vẫn nghe được cái tiếng róc rách của suối chảy. Cái điểm tâm linh nhưng mà khá là lý tưởng cả nhà. Đây sẽ là cái bậc thang đi lên. Khá là thoáng mát. Và ở đây có cả quạt. Bên đây thì có tới 3 phòng. Nhà thấy cái điểm khác biệt không ạ? Đây giống như là một cái điểm để mà mình dưỡng sinh ấy cả nhà. Cái suối bên này thì có vẻ như là nước ít hơn, được phân phối nhiều hơn bên phía tay phải. Cái điểm đặc biệt là ở chỗ này. Đây là một cái phản để mình có thể nghỉ ngơi. Có những cái vật dụng để mà cái nghỉ là cái này mình bỏ đồ ăn, nó là một cái thứ gì đó. Để Canh lên đây và quay. Canh sẽ lên ở đây, nó giống như là một cái sân thượng cả nhà. Wow, mình có thể lên đây. Wow, đây thật sự giống như một cái sân thượng luôn cả nhà. Ở đây cả nhà có thể ngắm được cái cảnh rừng núi ở trên kia. Và đây chính là cái con suối chảy ngang qua. Nhưng mà nước thì được chi phối về bên hướng tay phải khá là nhiều. Đấy cả nhà có thấy không ạ? Nước tự nhiên luôn nhá cả nhà. Dành cho những tín đồ mà thích hoang sơ, bí ẩn, thích cây cối núi rừng. Khá là đẹp cả nhà. Ở đây mình có thể bao bọc, nhìn mình có thể bao quát được cái khuôn viên trong cái ngôi chùa. Và Canh cảm thấy đẹp nhất là cái khúc trên đây. Nhà thấy không ạ? Quá đẹp luôn. Sau khi tham quan trên đó xong thì Canh lại tiếp tục hướng về cái hướng mà nước chảy cả nhà, để mà đi lên chỗ mẹ Quan Âm. Cả nhà thấy không ạ? Trong khuôn viên ngôi chùa mà bao bọc bởi một cái dòng suối thế này và những cái tảng đá khá là lớn luôn cả nhà. Mặc dù đây không phải là cái mùa mưa, Canh nghĩ nếu mà mùa mưa nữa thì nước sẽ lớn hơn nữa. Cả nhà có thấy những cái ngôi chùa, những cái căn phòng có đẹp không ạ? Đây sẽ là cái con đường để mà đi lên trên mẹ Quan Âm nha cả nhà. Nước suối khá là trong. Cả nhà thấy không ạ? Có những cái bậc tam cấp lên khá rộng để mà những cái người lớn tuổi ấy và các em bé có thể di chuyển dễ dàng hơn cả nhà. Wow, thế là cả cánh cũng đã tới rồi. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. À, trên kia canh vẫn thấy còn đường lên nữa. Bây giờ canh sẽ viếng mẹ, xong rồi canh tiếp tục di chuyển lên hướng đó xem bên trên có gì nha cả nhà. Có luôn một ao sen luôn cả nhà. Qua một cái điểm check in tâm linh khá là đẹp đấy cả nhà. Tuy rằng khuôn viên không lớn nhưng đủ để thả hồn mình vào đây. Cả nhà thấy đấy, bây giờ đã là 10 giờ rồi. Nhưng mà khá là mát luôn. Đây giống như là những cái chỗ để mình nghỉ ngơi ấy cả nhà. Giờ cái hành trình mình tham quan thì mình có thể ghé vào đây để mà nghỉ ngơi đỡ trời nắng. Wow, canh nghĩ là có vẻ như cũng ít người lui tới, bởi vậy canh thấy đường đi cây khá là rậm luôn, có vẻ là ít người leo lên đây cả nhà. À, đây là cái đường lên, canh nghĩ đây là đường lên trên cái bể nước thôi. Canh có thấy một cái bể nước ở đây. Canh nghĩ đây là cái đường để các sư lên mở hay là tắt nước ở đây thôi cả nhà. Wow. Như vậy là hết rồi đó cả nhà. Đây, trên đây thì mình có thể nhìn xuống thấy chùa, ngôi chùa đó. Như vậy là cánh đã tham quan cũng như quay lại cái khung cảnh khuôn viên ngôi chùa Mười Liễu cho cả nhà cùng xem. Dọc canh trình canh đi còn rất nhiều cái điểm để canh dừng chân và những cái điểm tham quan thế này, và cũng còn rất nhiều câu chuyện nữa đang chờ quý cô chú anh chị cũng như các bạn. Vì vậy quý cô chú anh chị và các bạn muốn canh ghé thăm những cái điểm nào hoặc là có những cái câu chuyện gì đó muốn canh chia sẻ thì cả nhà hãy comment ở phía bên dưới video, cũng có thể liên hệ với canh để canh có thể ghé thăm cũng như ghi lại những cái hình ảnh để có thể chia sẻ cho mọi người trên khắp đất nước Việt Nam mình xem cũng như cảm nhận được cái cuộc sống xung quanh những cái ngôi chùa hoặc là xung quanh những câu chuyện. Bây giờ canh xin phép kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị cũng như các bạn trong video lần sau.